Thứ khó cân bằng nhất đời người là gì? Và câu trả lời sẽ giúp nhiều người xem lại bản thân của mình. Biết được câu trả lời cho con hỏi thứ khó cân bằng nhất đời người là gì? Có lẽ mọi chúng ta sẽ biết nên làm gì trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là những lúc bế tắc. Đau khổ hay vui mừng trong cuộc đời từ trước đến giờ không nằm ở việc con người gặp phải chuyện gì, mà nằm ở việc con người đối diện với một trạng thái tâm lý như thế nào. Trạng thái tâm lý tiêu cực sẽ khiến cho con người lỡ mất những niềm vui trong cuộc sống, thậm chí dần dần sẽ hủy hoại mất tâm lý cũng như cuộc sống tốt đẹp. Trong khi đó, thì trạng thái tâm lý tích cực có thể giúp chúng ta tìm thấy hướng đi đột phá và đạt được những thành tích mới nằm ngoài dự đoán. Từng có một câu chuyện như thế này, một văn nhân đến chúc thọ một cụ bà cao tuổi, con trai, con gái của cụ bà tán thưởng tài hoa của văn nhân, nên nhiệt tình nhờ ông ta viết vài lời chúc. Văn nhân nọ tất nhiên vui vẻ nhận lời, nhấc bút viết. Người đàn bà này không phải là người. Những người tham gia buổi tiệc mừng thọ hôm đó vừa nhìn thấy vậy, nét mặt lập tức lộ vẻ giận dữ. Có người bắt đầu thì thầm to nhỏ về tài năng thật sự của văn nhân. Cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, đám đông nhìn thấy lập tức chuyển giận thành vui. Những lời tán dương bắt đầu rộ lên, trong khi ông ta tiếp tục viết, sinh con đứa nào cũng là trộm. Con cái bà cụ vừa nhìn thấy câu này thì mặt mày tím tái, nghiến răng kèn kẹt, chỉ muốn đuổi thẳng ông ta ra khỏi nhà. Nhưng văn nhân vẫn chậm rãi viết, trộm đào tiên về dân mẹ hiền, nên mặt đám đông lại giãn ra, lời khen không ngớt rất nhiều khi trạng thái tâm lý của chúng ta giống như là trạng thái tâm lý của đám đông trong câu chuyện trên vậy cùng với sự thay đổi của hoàn cảnh mà tâm lý chúng ta lúc vui vẻ lúc cáu kỉnh không ổn định mất đi cân bằng dao động bất an trước sự thay đổi qua lại giữa sung sướng và tuyệt vọng có một điều không thể phủ nhận là trạng thái tâm lý có ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc đời của mỗi người một người sở hữu một cuộc đời như thế nào thường là do trạng thái tâm lý của người đó quyết định ngày nhỏ cho rằng vui vẻ là một món đồ chỉ cần có sẽ là vui và khi lớn lên thì con người sẽ thấy vui vẻ là một mục tiêu chỉ cần thực hiện được sẽ là vui về sau mới hiểu rằng vui vẻ thật ra là một dạng tâm lý môi trường xung quanh mọi thứ xung quanh tốt hay xấu vui hay buồn đều do tâm lý của chúng ta quyết định con người thái độ tốt nhất là bình tĩnh trạng thái tốt nhất là giản đơn cảm giác tốt nhất là tự do tâm trạng tốt nhất là ngây thơ như trẻ con chúng ta vui vẻ cảnh vật xung quanh cuộc sống xung quanh sẽ tươi vui ngược lại khi chúng ta u sầu buồn bã thì mọi thứ sẽ chỉ có gam màu tối tâm trạng tốt có thể giúp con người biến đen đuổi thành cơ hội hướng thụ cuộc sống càng sống càng vui vẻ trẻ trung đời người cũng chẳng khác nào bầu trời sáng nắng chiều mưa khi thì được hưởng vinh hoa lúc lại tưởng như bị đầy xuống vực thẳm vậy nhưng chỉ cần chúng ta đối diện với một trạng thái tâm lý bình tĩnh ổn định lạc quan việc lớn rồi sẽ hóa thành nhỏ việc nhỏ hóa thành không có hãy tin rằng cuộc đời luôn công bằng với mọi sinh mệnh ở vào thời điểm cánh cửa cơ hội đóng lại trước mắt bạn chắc chắn sẽ có một cánh cửa khác mở ra và điều quan trọng nằm ở chỗ bạn phải đủ tỉnh táo, bình tĩnh và luôn lạc quan mới có thể tìm thấy cánh cửa hy vọng ấy. Đời người, thứ khó cân bằng nhất chính là tâm trạng. Hãy nhắc nhở bản thân để chúng luôn vui vẻ, lạc quan trước cuộc đời. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, trấn yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.